Mà bơm lên nha, bơm cái này lên cho nó căng lên là nha. Bơm lên cho con bi bơ nha. Ba cởi đồ cho chị Kobe đã nha. Ấy, muốn sợ tắm rồi, muốn sợ bơi rồi. Đúng không? Rồi đây. À thế cho mua ngồi xe này. Xe đây nha. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ê, đâu rồi biết. Dạ dạ. Đi bơi lại đấy. Mon, biết bơi chưa? Đúng rồi, Mon sợ ghê. Thích không? Mon sợ bơi quá nhỉ? Ôm em này, ôm em này, cứ đi. Ôm em này. Đó, chứ không em sợ ạ. Mệt không? Bơi nhiều mệt không? Đi đây, ngon. Được rồi, một vòng rồi. Giỏi quá, đi đây, đi đây. Ây chà, mình giỏi thế. Ây chà, rồi. Mãi chưa, mệt chưa? Mệt rồi nhỉ. Mệt rồi nhỉ. Rồi, chắc mệt rồi đó. Nhờ. Bơi sang gần gần đấy thế hả? Thích thế. Đúng rồi. Đã thế. À, đã. Cô Vi bơi lại kia. Đó. Đó, Mon này, Mon xem chị bơi này. Đó. Chị đây. Ý, chị Vi rồi, giỏi không? Chị Vi giỏi không? Cô Vi bơi lại kia cho em xem nào. Cô Vi bơi cho em xem đi. Bơi lại kia cho em xem. À, bơi lại kia cho em xem. Cô Vi bơi giỏi rồi mà. Nha. Thôi, nắm vậy thôi nha, đi vào nha. À, đi vào thôi. Đi vào sấy cho nắm. Bà cởi đồ, bà sấy cho em rồi nha. Cái này, một lần đầu được bơi nha. Rồi ba sấy cho đỡ nha, đỡ lạnh nha, ngon nha. Hai nằm đây, thấy chưa? Rồi, đó, thấy chưa? Đâu vậy? Đây là nằm thích hết. Đây nè, mà thấy cái ấm này. Mà thấy cái gì đó. Mà thấy cái ấm thế nào. Ngồi lại đây, ngồi lại đây. Ngồi đây này, ngồi đây, tính để ăn trái cây luôn này. Đó, ngồi đây. Đó, bao cho tôi nhé, ăn đi. Đi ăn ngon không em đi? Ngon nữa. Anh đừng để cho em đây nè. Đây đổ mẹ đi cho em nè. Mà ngủ ngon đấy. Thank you.